xem SBTN Online TV mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Online TV trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon. Dusty Nguyễn xin kính chào quý vị. Ngày lễ chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ hàng năm thường rơi vào ngày thứ hai cuối tháng 5. Và hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2018. Và hiện giờ chúng tôi đang có mặt trên đại lộ Constitution của thủ đô Washington DC để cùng với cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản có một buổi diễn hành tại đây vào lúc 2 giờ chiều. Và đối với người Việt tị nạn Cộng sản, ngày chiến sĩ trận vong còn là ngày tưởng niệm của 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ và những đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trên chiến trường Việt Nam. Dusty kính mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được hôm nay. Hôm nay là ngày thứ hai, 28 tháng 5, 2018. Và hôm nay là cái ngày chiến sĩ trận vong, tức là ngày Memorial Day. Nước Mỹ thường tổ chức cái ngày thứ hai cuối cùng của tháng 5. Và chúng tôi là những cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa trước 1975. Hàng năm chúng tôi đều tham gia trong những cái ngày hôm nay để mà tưởng nhớ cái sự hy sinh của tất cả những quân nhân Mỹ đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh từ đệ nhất, đệ nhị và chiến tranh Việt Nam. Nên hôm nay chúng tôi tham gia để mà kết hợp với tất cả những chiến sĩ quân lực Việt Nam, quân lực Cộng Hòa và chiến sĩ Hoa Kỳ để tưởng nhớ đến những cái sự hy sinh của tất cả anh em. Đặc biệt năm nay chúng tôi ghi nhận có sự hiện diện của thế hệ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, mà theo họ đây là trách nhiệm của một người công dân Hoa Kỳ, cũng như là thế hệ nối tiếp, nhằm vinh danh sự cống hiến của thế hệ cha ông và lá cờ vàng ba sọc đỏ trên một đại lộ mang tầm vóc chính trị vào bậc nhất của Hoa Kỳ. Thì đó là một cái trách nhiệm của tất cả các hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa sẽ đến đây để cùng nhau cùng đi và cùng gánh vác những cái công việc của cha ông đã đi trước. Và hy vọng là chúng ta sẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau đi về trên quê hương chúng ta, cùng diễn hành trên đất nước Việt Nam. Là thế hệ hậu duệ nên con nghĩ con cần phải đến đây để tưởng nhớ những người đã hy sinh vì đất nước. Chúng tôi là những hậu duệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là đi theo cái truyền thống của cha ông để lại. Chúng tôi muốn giữ những cái sự tích oai hùng đáng kính của cha ông giữ nước. Chúng tôi đến đây để tham dự ngày diễn hành để nhân danh là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Chúng tôi phải nói tiếp cha ông để chúng tôi là lực lượng kế thừa để mà giữ truyền thống cha ông chúng ta đã đi trước. Chúng tôi có khoảng 16 hội đoàn quân nhân của Liên hội luôn luôn tham gia rất mạnh mẽ vào cái tổ chức của diễn hành của chiến sĩ trận vong. Nhưng mà thế hệ chúng tôi trước đây là một thế hệ trẻ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng bây giờ cũng đã thế hệ già rồi. Chính vì vậy mà trong những năm gần đây quý vị thấy có sự thành lập các cái tổ chức hậu duệ của các quân binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà hiện nay trong năm nay nó thể hiện rõ rệt hơn. Quý vị thấy như hậu duệ của biệt động quân, hậu duệ của nhảy dù, vân vân. Đó là cái điều tốt đẹp mà chúng tôi mong đợi, và chúng tôi nghĩ là cái điều này tốt đẹp để tiếp tục tiếp nối truyền thống anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu để bảo vệ tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Và tôi nhấn mạnh rằng là quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở những thế hệ lớn tuổi như chúng tôi cũng rất là hoan nghênh cái sự tham gia của các hậu duệ, các quân binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và tôi mong rằng họ sẽ thay thế chúng tôi để làm những công tác quan trọng. Khi đoàn diễn hành của người Việt tị nạn Cộng sản đi ngang khán đài, thì lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa được nhắc lại và vì sao họ có mặt trên đất nước Hoa Kỳ này, với rất nhiều tiếng reo hò, vỗ tay và chào đón của các chính giới Hoa Kỳ cũng như người dân hai bên đường. Vietnam Veterans Association formed in the Washington metro area over 20 years ago. And since then, continue to be active until the present time. They fought the Vietnam War from 1954 until the fall of Saigon in April 1975, along with American armed forces and allies such as Australia, New Zealand, South Korea, Philippines, and Thai armed forces. Many of them were former POWs for up to 18 years
where thousands died in Vietnam, Vietnamese communist concentration and labor camps. They're veterans of all branches of the Republic of Vietnam Armed Forces. They fought the Vietnam War for over 20 years and over 300,000 soldiers sacrificed. 1 million wounded and 1 billion civilians of that war. Destiny Nguyễn, tường trình cho SBTN từ Washington, D.C.